Vâng, xin kính chào anh em. Clip này mình sẽ làm một khẩu M98B, nhưng mà thực chất tên đầy đủ của nó là Barrett M98B đấy. Nghe từ Barrett là cảm thấy phấn khích rồi, nhưng mà bán thì không phấn khích một chút nào. Ôi trời ơi, ngắm chán đời vậy. Một nấc thôi mà nó kiểu chậm chậm làm sao ấy. Cầm con này mình lại liên tưởng cái khẩu nào ấy nhỉ? Ôi ôi, không thấy. Mày chết. Ôi trời ơi, con này mà ông nào thất tình cũng nghe nhạc Mr. Siro, Mr. Cocktail gì đấy, bắn thêm con này nữa thì hợp tình hợp lý luôn. Đúng rồi. Cái đậu xanh chậm thế. Ba hồi mà ngắm lên thì bọn này đớp hết rồi. Chả hiểu sao lại cắm thêm một cái trang bị ngắm trên đầu nữa. Có lẽ là con này ngoài đời là hồng tâm đấy. Vác cả nồi hai cái ống ngắm ạ. Nặng quá. Alo alo. Đây không phải chương trình alo alo đấy. Một thanh niên có lẽ kiểu kiểu đấy. Ai thằng nào đang chơi vậy, biết ngay mà. Và tí mình rep sau nhé. Nhà gỗ này. Rồi, ngòm à. Con này nó nhìn bắn nó sầu đời chứ. Rồi, chat lại bạn ấy một câu vui nào. Trước khi vào cửa hàng thuê con này mình may mà mình đã so sánh với ADM đấy. Nó cũng xem nhau thôi, đam nó không hơn mấy. Giờ quang của hôm nay là khôn hơn quang ngày xưa rồi. Ngày xưa là cứ thấy khẩu nào là lạ là cứ quất thôi. Nhưng mà giờ phải so sánh đam cái đã, không thì vào ăn hành gặp mặt luôn. Quang vừa cờ cờ vãi nồi, vừa vào đã chửi. Mày chết đi. Vâng, sân chơi đây rồi, vâng sân chơi đi trốn rồi. Ôi trời ơi. Ui xời, thua. Em bắn khẩu này đây, em phải uống một viên Panadol mới bắn được ấy. Có con nữa này. Thôi ngỏ mà. Khiếp, ba hồi mà giờ ngắm ra bọn em liếm sạch rồi. Tụi mày né rồi dùng tao cái đi. À, kiểu chỉ thích mỗi khẩu này là nhìn ống ngắm với cả cái thân nó nhìn giống cây GNG90 đấy. Đẹp phết. Ôi ôi, con này nó đen quá, tí mình không thấy cái gì luôn. Cứ tưởng cục than hay con chó mực ở đây. À, gặp ngay team yếu à. Yếu, càng yếu càng tốt để mình có test súng. Nhòi lên ạ. Úi giời. Vãi nồi, delay. Nên mình quên tắt cái chức năng nhẫn rồng kia rồi. Bên kia thiếu mất người này. Đủ. Được cái thích cái này tiếng êm vãi. Mày lượn. Ôi đậu xanh. Một phát chết hai. Bó tay luôn đấy. Quang quang cờ lờ. À, nhiều lúc mình đang bắn mình không chat lại kịp nhá. Nhiều ông cứ chửi chửi. Ai coi bên này nó đi liều mạng. Khó ngắm quá. Cái loại một đất này cũng có khá khá nhiều khẩu súng trong cửa hàng vì coi đấy, nhưng mà thực sự là cái độ tin tưởng này không được nhiều. Một đất nắm khó quá. Có ra này, úi trời ơi, bố thấy mày rồi nhá. Đi đâu? Cái thằng này nó nốt kỹ thế nhỉ? Hai đứa nữa. Không phải là cứ khẩu nào cái tên là Barrett thì nó cũng mạnh đâu. Ví dụ cây Barretta M9 ấy, khẩu lục yếu nhất đột kích. Với cả trưởng lục ấy. Nhiều bạn này xui dại mình bắn khẩu đó cơ. Mày ra nhìn lên dùng tao cách. Ủa mày chờ mãi giờ. Mà vỡ mồm. Còn đứa kia nó chạy nó sợ chết rồi. Trời ơi, súng khác là bạn chết mình đấy.
Watcher ơi, hai thằng mà. Không biết mọi người nghĩ sao chứ mình thấy cái tâm ngắm của cái nhẫn rắn ấy nhìn khó chịu quá. Nhẫn rồng. Tí mình tắt đi mới được. Rồi bọn này lo đi bắn nhau, một thằng ấy lo đặt bom. Ngồi lên đây. Được. Bắn hơi khó tí. Rồi cố bắn nào. What the hell, 13-0 ạ. Thua. Còn này bắn khó lên kill nhỉ. Mắc tối đa được 2 con kill. Khó snap quá, phải để nó delay lên một chút mới bắn được. Đây thằng này dưới này. Nó thì à đấy, đây này. Ô trên sư cái thằng còn vứt bom ở nhà nữa cơ. Bỏ của trời ấy người mà. Đây, ôi trời ơi. Vãi cả súng. Thua. Đậu xanh. Mình không biết diễn tả lời này, khẩu súng này. Đấy đấy chưa. Bắn trả ra cái gì hết. Cầu tết thì còn khác nha. Rồi chiến tiếp thôi anh em. Rồi giờ chơi thủ rồi, không chơi công nữa. Vừa bảo thủ xong chạy lên nhà nó. Như đúng rồi ấy. Mày ra đây, mày ra đây. Mày nhòm tao này. Con nữa, con nữa. Úi giời. Ôi trời ơi. Ôi được rồi, tuyệt vời. Vãi nồi thằng sau. Ui, ui giời ơi, ngắm khó quá. Nó cứ làm sao ấy. Phải đợi nó hồi tâm một tí mới bắn được. Nào cái đây. À, nhiều lúc làm mấy khẩu lạ lạ này em cũng có vẻ là thích đấy, nhưng mà mình không thích đâu. Bắn ăn hành từ đầu đến cuối. Nó lạ mà nó ngon thì được, nhưng mà lạ mà dở thì thôi đấy. Nuốt không trôi đâu. Nghẹn ngay. Bố mày. Hình như nó biết mùi đấy. Bọn này tai, thính như tai chó ấy. Đấy. Kinh quá. Anh bắn thế nào mà em còn có 6-9 máu này. Đẹp ấy. À, cái này mình phải cánh mít rồi. A có. B có rồi, mình cánh mít. Vâng, để cái thằng nhiều ít máu nhất canh mít. Mọi người có vẻ tình thương quanh đây đấy. Thế rồi lá lành đùng lá rách đùng lá nát đùng lá tả tơi. Mình tả tơi thế này chả đứa nào chịu đùng kìa. Thôi rồi. Rồi nó không đi B rồi. Khốn lắm. Khốn hết phần thiên hạ luôn. Anh chàng này có lẽ là chạy giữa mic của A này. Rồi nghe thấy nhá. Ây sai. Ui nó té lên đã nhanh. Bọn này cứ phải động viên vận động viên leo núi rồi. Ok đây. Cái thằng kia mày nhô nhô vào trong dùng tao cái đi. Cứ đứng phô phô ở ngoài thôi. Đây không phải trình diễn thể trạng đấy, thấy chưa. Mồm mình thì đã đen rồi. Số bạn thì cần nhỏ nữa. Con này có vẻ là biết rồi đấy. Lâu quá nhỉ. Hồi hộp nha. Ôi. Ôi vẫn trách như thường luôn. Thanh niên tỉnh và đẹp trai đấy. Thủ vừa cờ chứ không thủ ra để ông đớp mình à. Còn có 10 máu nữa, ngu gì không thủ. Nói những câu mà tủ thích cả cảm xúc. Rồi chạy ai rồi này. Ôi vãi. Bắn nhau thì chóe. Bắn nhau thì chóe máu kìa. Có đứa nào ra này chết này. À bố thấy mày rồi nhá. Không chạy này. Cay không bạn ơi. Có cầu, có cầu, có cầu, có cầu. Cầu này, cầu này, cầu này. Ôi tiếc nhỉ. Bắn nó cứ lệch lệch làm sao nhá. Trước mặt, trước mặt, trước mặt. Thôi cầm lục nhá. Mày là giết bạn tao. Good, good, good.
kêu bắn súng ngắm đâu không thấy mà toàn bắn lục thôi. À, tâm ngắm nhìn dị vãi trưởng, nó không đối xứng một chút nào, nhưng mà mình thích. Cái gì càng độc càng lạ là phải hốt ngay luôn. Ủa ba, khẩu này thì mình thuê có 9 vị coi 3 ngày thôi, nhưng mà cũng phải mất mấy chục ngàn mua Banadol nữa. Đau đầu quá. Một thiết kế thất bại của Durek đấy. Ôi anh ơi, có làm gì đâu, ổi đấy chứ. Đấy, đồng đội là phải thế. Còn con nữa. Ô mày, thủ ở nhà không rồi. Chết đấy. Rồi xong. Ra đây miệng. Banh sát. What the hell, lại không được. À, tao thấy mày rồi. Thôi rồi, có lẽ clip mình cũng xin kết thúc đây thôi. Hẹn gặp lại em những clip tiếp theo nhé. Khẩu này bắn thốn quá.